Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bế mạc Hội nghị Trung ương 7, kết quả lần thượng đài giấu kín được bao lâu. Sau hơn 2 ngày đấu đá thì ngày 17 tháng 5, Hội nghị Trung ương thứ 7 cũng bế mạc. Như mọi khi, ông Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ. Ngoài những ngôn từ sáo rỗng quen thuộc thì không có thông tin gì về kết quả đấu đá. Họ hoàn toàn giữ bí mật trước báo chí. Trước khi kỳ Hội nghị Trung ương này diễn ra, ông Nguyễn Phú Trọng đã chuẩn bị rất kỹ. Ngay từ tháng 2, ông đã chuẩn bị quy định số 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm với Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Trong 2 ngày họp cũng diễn ra trò đấu đá, nhưng kết quả thì giữ bí mật, báo chí không được hé răng nửa lời. Hội nghị Trung ương lần thứ 7 bế mạc nhưng kết quả đấu đá vẫn chưa được công bố. Có lẽ chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn thông tin lọt ra ngoài, không muốn để xã hội đàm tiếu chăng. Thực ra mà nói, nếu có nhân vật nào bị truất phế vì tín nhiệm thấp, trước sau gì cũng phải công bố. Lần lấy phiếu tín nhiệm lần này được xem là lần luận tội ông Phạm Minh Chính. Như cách đây 11 năm, ông Nguyễn Phú Trọng đã làm đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Lần đó, ông Nguyễn Tấn Dũng vượt qua thiên la địa võng của ông Tổng Bí thư Giang Gia. Còn lần này, ông Phạm Minh Chính có vượt qua được hay không thì chưa biết. Phải đợi đến ngày 22 tháng 5, lúc đó kết quả buộc phải công khai. Vì ngày đó, kỳ họp Quốc hội sẽ được khai mạc. Và cũng như mọi khi, Quốc hội chỉ có việc gật đầu những gì mà Hội nghị Trung ương lần thứ 7 đã quyết mà thôi. Ngày 13 tháng 5, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký, chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, trình bày trong báo cáo về việc chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội tại phiên làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng kỳ họp Quốc hội thứ 5 của Quốc hội khóa 15 khai mạc vào ngày 22 tháng 5 sẽ bàn về vấn đề nhân sự trong ngày làm việc đầu tiên. Quốc hội bàn về nhân sự thì Hội nghị Trung ương 7 cũng là hội nghị sắp xếp nhân sự. Tuy ông Bùi Văn Cường chỉ thông báo về nội dung sẽ làm việc tại kỳ họp Quốc hội, nhưng dưới quan sát hiểu là tại Hội nghị Trung ương 7, Bộ Chính trị cũng đã quyết về vấn đề nhân sự. Bởi bản chất của chế độ này là lập ra Quốc hội chỉ để mà gật. Họ gật những gì Bộ Chính trị đã quyết tại Hội nghị Trung ương Đảng mà người dân chẳng hề được tham gia. Khi ông Nguyễn Phú Trọng chuẩn bị cho việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các thành viên Bộ Chính trị và Ban Bí thư, thì ai cũng hiểu đấy là cách mà ông Trọng muốn mượn Trung ương Đảng để loại bỏ một ai đó. Vấn đề là kết quả thế nào thì cho đến giờ vẫn chưa ai được biết, ngoại trừ những người trong cuộc. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm lần này cũng là để xã hội đánh giá về thanh kiếm tuy mới mà lại cũ này, liệu nó có được mài bén hơn hay không, hay cũng chỉ là thanh kiếm cồn như cách đây 11 năm. Nếu ông Trọng mà quật được Phạm Minh Chính thì có thể nói trong Đảng Cộng sản hiện nay không ai mạnh bằng Nguyễn Phú Trọng. Còn nếu không quật được thì thế lực của Nguyễn Tấn Dũng có cơ hội nổi lên sau 3 năm nữa. Liệu ông Phạm Minh Chính có bị phế truất không thì ngày 22 tháng 5 sẽ rõ. Hiện nay trong bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam còn thiếu 2 ghế ủy viên Bộ Chính trị. Ghế bị thiếu là Phó Thủ tướng Thường trực và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Tuy nhiên hiện nay cũng đang thừa 2 ghế ủy viên Bộ Chính trị. Đấy là ghế Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Vị trí này chỉ cần là ủy viên Trung ương Đảng nhưng lại đang được một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Vị trí còn lại là chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Vị trí này cũng chỉ cần ủy viên Trung ương Đảng, nhưng cũng đang được một ủy viên Bộ Chính trị nắm giữ. Thừa 2 và thiếu 2, nếu thuyên chuyển thì vừa đúng số lượng, nhưng có lẽ Bộ Chính trị sẽ không thuyên chuyển mà bầu bổ sung. Hai người cần bầu bổ sung của Bộ Chính trị là ông Trần Lưu Quang, đang là Phó Thủ tướng Thường trực không chính thức, và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Có lẽ lần thượng đài này ở Hội nghị Trung ương 7, các phe phái chỉ lo đấu đá nhau chứ không bầu bổ sung. Nếu đấu đá ngã ngũ thì bầu bổ sung vẫn chưa muộn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Bế mạc Hội nghị Trung ương 7, kết quả lần thượng đài giấu kín được mấy hôm. Bị phát hiện mượn nhiều hoa cúng Phật ít, Thủy Tiên đang định giá danh dự rẻ hay mắc đầy. Bán danh là câu nói mà người ta hay nói và chạy theo những giá trị vật chất mà đánh mất nhân phẩm của mình. Nói về danh tiếng thì có người nhận xét danh tiếng là vô giá, mà một khi tự mình định danh bằng tiền thì nó là thứ rẻ rúng dù cho nó được định giá bằng bạc tỷ. Được biết vào hồi tháng 4, vợ chồng Thủy Tiên, Công Vinh đã yêu cầu bà Nguyễn Phương Hằng và đồng phạm bồi thường hơn 45 tỷ đồng. Trong đó bồi thường tổn thất về vật chất là 30,4 tỷ đồng, bồi thường tổn chất về tinh thần là 14,9 tỷ đồng. Tổng cộng họ định giá tổn thất của họ là 45 tỷ đồng, tức là gần 2 triệu đô la. Mượn nhiều hoa nhưng cúng Phật thì rất ít. Không biết Thủy Tiên đã chứng minh được bà Nguyễn Phương Hằng vu cáo mình hay chưa.
mà nếu xác định bà Hằng có vu cáo thì đấy phải là phán quyết của tòa án, chứ không phải sự buộc tội của phía ca sĩ Thủy Tiên. Cho nên dù cho ca sĩ này có định giá danh dự của mình gần 2 triệu đô la thì đấy là cách hét giá của người bán. Người bán luôn muốn bán được giá cao, còn người mua thì chưa chắc định giá như chính người bán nói thách. Đã là ngay thẳng thì ắt trong tay phải có bằng chứng cho điều đó. Tuy nhiên mới đây, cộng đồng mạng đã lên tiếng rằng vào tháng 10 năm 2020, Thủy Tiên và Công Vinh đến từng một số địa phương để thăm hỏi tình hình và trao tận tay cho bà con số tiền hỗ trợ bằng tiền mặt. Tùy từng địa phương, họ cho biết đã phát khoảng từ 2 đến 6 triệu đồng mỗi hộ. Tuy nhiên, trong một vài livestream, dân mạng lại phát hiện ra chi tiết. Thủy Tiên nói phát mỗi hộ dân 5 triệu đồng, nhưng chỉ đưa có 6 tờ 500 ngàn đồng, tức là tương đương với 3 triệu đồng mà thôi. Hoặc một trường hợp khác chỉ đưa có 2,5 triệu đồng, dù nói mỗi hộ dân nhận được 3 triệu đồng. Không chỉ thế, ở một số nơi Thủy Tiên còn bị phát hiện số tiền trao trực tiếp khác với thông báo trước đó. Cư dân mạng đang soi Thủy Tiên dùm cho bà Nguyễn Phương Hằng. Giải thích cho vấn đề này, Thủy Tiên chính thức lên tiếng và nhận lỗi sai sót và giải thích như sau. Hôm đó tôi thức từ 4 giờ sáng để đi phát tiền cho bà con đến tận 8-9 giờ đêm, chưa được nghỉ ngơi ăn uống. Tối rồi lại đi đường xa rất mệt. Khúc phát tiền đó còn phải đi qua sông to và sâu, tôi đã phải chỉ có một con người bình thường. Khi mệt hay quá sức cũng có lúc sơ sót nhầm lẫn cho vài bà con. Lời giải thích này nghe hợp lý hay không thì mọi người tự nhận xét. Với số tiền là 178 tỷ đồng của các nhà hảo tâm gửi vào mà Thủy Tiên cứ phát như thế thì đấy là câu hỏi rất lớn. Như vậy là vấn đề bà Nguyễn Phương Hằng tố có đúng hay không, hay là bà Hằng vu cáo Thủy Tiên đây, thì đấy là tùy thuộc vào suy luận của từng người. Nhưng với những bằng chứng từ cộng đồng mạng như thế thì không thể nói bà Nguyễn Phương Hằng hoàn toàn vu cáo ca sĩ Thủy Tiên, mà ít nhất trong đó có phần là sự thật. Thủy Tiên tự định giá tổn thất cho mình tới 45 tỷ đồng. Có vẻ như bà Nguyễn Phương Hằng không cô đơn, bà Hằng chỉ là người khai tiếng súng đầu tiên trong vấn đề khui ránh sáng nhóm showbiz đen. Từ chỗ lời tố của bà Nguyễn Phương Hằng, cư dân mạng đã phát hiện ra việc Thủy Tiên trả dứt khoản nợ tới 17 tỷ đồng sau khi làm từ thiện. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng phát hiện ra Thủy Tiên cho đập nhà 22 tỷ đồng để xây mới, mua toàn là xe sang, đồng hồ cũng tính tới 200 viên kim cương. Không biết tiền này có nguồn gốc từ đâu mà ra. Nhưng rất khó để xua tan mối nghi ngờ của cộng đồng mạng bủa vây quanh Thủy Tiên. Hiện nay người ta đang làm ăn với doanh thu, mỗi năm vài tỷ cũng có thể lập ra doanh nghiệp, có thực hiện công tác kế toán đúng bài bản. Vậy thì với số tiền 178 tỷ đồng, tại sao Thủy Tiên không lập ra bộ phận kế toán để làm cho rõ ràng, sau đó mời kiểm toán độc lập vào cuộc? Làm vậy thì ai có thể nghi ngờ được cho nữa. Mà nếu làm vậy thì có thể nói tên Thủy Tiên giờ đây là vô giá, chứ không phải cố hét giá cho cao như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin bị phát hiện mượn nhiều hoa cúng Phật ít. Thủy Tiên đang định giá danh dự rẻ hay mắc đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de